Thưa quý vị, sau 2 ngày nắng mạnh từ sáng đến chiều nay thì thủ đô Hà Nội cũng như là nhiều tỉnh Đông Bắc Bộ trời đã chuyển lạnh. Tối và đêm nay thì không khí lạnh sẽ tràn xuống sâu hơn, các nơi khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng sẽ chuyển rét. Đêm nay và 3 ngày tới, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng, nhiệt độ có thể hạ xuống thấp nhất là 9 đến 14 độ và ở vùng núi Bắc Bộ là 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi còn dưới 3 độ. Trên biển do tác động của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi đêm nay và ngày mai sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, khu vực Bắc biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao 3 đến 6 m biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định tới Cà Mau và quanh huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 5 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh.